Em chào các bác nhá. Vâng ạ. Anh Lợi các bác nhá. Anh có địa chỉ tại tỉnh Nghệ An, chính xác là ở Yên Thành. Tiến Thành, ở xã Tiến Thành đúng không ạ? Huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Vâng ạ, không phải là ít km đâu các bác ạ. Vâng ạ. Anh trai đây, anh trai ngồi đây ạ, là ủng hộ show em từ những năm 2017 các bác nhá. Thấy đồ dùng nó cũng bền, nói chung là bền chứ không phải là cũng bền, ổn định và đúng giá, đúng chất lượng. Và thấy cái uy tín của shop em là cao nên giới thiệu anh Lợi về shop em mua bộ combo có tổng trị giá là 34 triệu đồng. Em xin mời các bác của anh em tham khảo chất âm và em xin được báo giá từng thiết bị trong thời điểm này để các bác của anh em có nhu cầu mua combo này thì liên hệ cho em nhé. Đầu tiên em xin được giới thiệu đó là đôi loa bãi Akai, vâng ạ, bát 30 các bác nhé, hàng bãi chính hãng, thương hiệu của Nhật, giá hiện tại là 9.800.000 đồng. Bát 30 từ 19 coi 8.0, tép từ 15 coi 5.1, ok chưa? Một bộ micro không dây bãi BBS, hàng chính hãng của BBS các bác nhé, mã S329GS. Bộ mic này trước em bán không phải là ít các bác ạ, đúng không ạ? Em đã thay vỏ của tay mic nhỏ, anh lại cho em mượn với ạ, tay mic, đúng không ạ? Bộ mic này em chưa giới thiệu các bác nhá, nhưng hiện tại là bán là 4 bộ rồi, em có 5 bộ bán 4 rồi cả nhà nhá, đúng không ạ? Có 5 bộ bán 4, đấy, thay vỏ mic rồi, vỏ máy mic con này mới đét rồi, đúng không ạ? 3.500.000 đồng một bộ, vâng ạ, có lẽ là em, anh lại cầm giúp em, vâng ạ, đâu ạ, để đến được ạ. Có lẽ là em sẽ lấy thêm cả những cái lô này để về bán thôi vì chưa giới thiệu, đúng không ạ? À mà bán 5 mà chứ không phải bán 4 các bạn. Có 5 bộ về bán cả 5 rồi. Đấy, hàng về chưa giới thiệu đã bán hết rồi các bác nhá. 3.500.000. Một chiếc quản lý nguồn PS Audio PC9 các bác nhá. Hình như là cái này, anh vẫn cầm tay. Con này nó có chế độ tự ngắt đấy, để cho nó tự ngắt anh ạ. Đấy. Một chiếc vang số X5. Một chiếc đẩy PSLA9004, chiếc đẩy 1000W. Và một quả súp hơi đơn. Quả súp này là em mua của anh Huyền ở Thái Bình này. Em mua của anh Thương Huyền ở Thái Bình này, đúng không ạ? Ok chưa? Đấy, mua của anh. Đấy, anh vừa đổi sang quả súp xịn đắt tiền ở tại shop em. Đấy, ok chưa? Các bác cùng em thân mến, là cả nhà muốn mua bộ combo đúng như thế này, trừ quả súp ra các bác nhé, thì vẫn có. Còn nếu anh em mua súp tầm vừa tiền, em có quả súp 5 triệu rưỡi cả nhà nhé, thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 35 đến 36 triệu là các bác được một bộ cực kỳ là ngon các bác nhé. Có cả loa súp, có cả vang số micro không dây bãi, vang số bãi đấy, và đôi loa AK bãi. Em xin được test âm một chút, mời cả nhà nghe nhé. Vâng, anh trai vừa test một đoạn, đúng không ạ, trong ca khúc Giận Mà Thương. Bây giờ em xin phép test một đoạn, đúng không ạ? Vâng ạ. Test luôn anh nhỉ. Vâng. Bài nào anh nhỉ? Anh ca một đoạn nữa không? Anh lại ca đoạn đấy. Vẫn Giận Mà Thương hả anh? Ok, được ạ, Giận Mà Thương tốt quá. Vâng. Ở được rồi, cứ bắt tay anh trai lại cái, đúng không ạ? Huyện Yên Thành, cảm ơn anh trai nhá. Vâng ạ, 2017 đến bây giờ là nói chung là chưa được một chục năm anh nhỉ? Đúng không ạ? Chưa được chục năm, 8 năm. Vâng ạ. Thế mới là thực phẩm bổ sung thôi. Trước anh mua đẩy PS4800. Vâng. Mời cả nhà nghe chất âm một chút nha. Cả nhà có nhu cầu mua sắm thì okay. Tí em sẽ hát một đoạn nữa. Cảm ơn anh em đã về giao lưu ủng hộ em nhá. Em luôn ở Chí Linh, Hải Dương cả nhà nhá. Hai anh đi xe máy về shop các bạn. Đi xe máy về shop. Rất cảm ơn các anh. Vâng, em chào cả nhà mình nhá. Em trai, ngày không chân ca. Sao anh khỏe đúng không ạ?
dần dần mà thương sau mà già. Ôi câu ca nặng tình 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 nặng đời. Có lúc nào anh dần em không? Xã Tiến Thành, Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Chỉ có lúc nào em dần anh không? Để thương suốt cả ngày em dần. Khi xa nhau hết ngang ngang và ngang 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 dần dần còn mà chưa bao giờ dài. Ok, để em xin anh lại một đoạn nhá. Em nhớ mây, em nhớ đêm, giận mà thương cháy lòng em đỏ, thương mà giận dễ gì đã có. Một lần hai xương đội trời đạp đơn, bao vất vả bàn tay em lo hết, bao đổi thay anh chưa thể hiểu. Ôi câu ca dần dần mà thương, mà thương. Mang câu ca và tình yêu thấm lòng, khi chờ gió anh vẫn ấm bởi dần rồi cùng chỉ để thương thêm. Rồi rồi ok. Đây các bác nhá, em đây là không có súp này, đây là một loa phun này, đây một loa phun này, đây là loa lời anh sẽ mua sau. Các bác thân mến, là test thực tế đấy ạ, thì nó phải là từ loa nó đưa tiếng ra, chứ bây giờ nhiều súp người ta quay video đấy ạ, người ta sử dụng thiết bị live stream các bạn, dây live stream hoặc là mic live stream, thì các bác nghe nó rất là hay, nhưng không phải là âm thanh từ loa phát ra đấy, mà chỉ cần mỗi chiếc vang thôi, mấy bộ mic thôi, không cần phải đẩy các bạn đấy. Ok chưa? Cả nhà phải lưu ý như vậy nhá. Các bác nghe ở trên video thì hay ấy, nhưng mà thực tế loa nó không hay đâu. Mấy cái dòng loa giống ở Việt Nam, cái loa màu vàng, màu đỏ đấy các bác nhá, mà các bác anh em bây giờ đang tham khảo với cái giá rất là cao, cứ mua loa bãi xịn mà dùng các bác nhá, hoặc mua loa mới xịn. Đấy. Ok chưa? Cứ xịn mà dùng các bác nhá, cho thực sự là yên tâm. Ok, cảm ơn anh một lần nữa nhá. Em xin phép là dừng lại clip. Bác làm nốt điếu thuốc nào đi để cho anh em xem. Quả điếu anh em ở Thanh Hóa tặng em. Rồi, các bác có nhu cầu mua sắm các thiết bị đồ điện tử âm thanh, có nhu cầu tư vấn các combo thì liên hệ cho em với hai số máy là 0365888988, 0368891555 nhá. Em luôn địa chỉ tại Chí Linh, Hải Dương và đã có thể giao hàng toàn quốc. Và combo là em sẽ gửi xe cho anh về tỉnh Nghệ An các bác nhá, chứ xe máy thì chắc là không chở được các bác ạ. Vì chở đường xá nó xa xôi, nó cũng vất vả đúng không? Em gửi xe được cả nhà nhá. Cảm ơn cả nhà rất nhiều ạ.